Cô gái lúc này đã tỉnh lại, Diệp Huyền bối rối nói, vừa nãy chúng ta nói cô đều nghe thấy rồi chứ? Cô gái bí ẩn lên tiếng nói, người tốt nhất giết ta đi, nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Diệp Huyền bảo cô gái bí ẩn, cô nói cho ta biết cô ở nơi nào cảm thụ qua đạo tắc, đem cả võ kỹ giao ra đây. Chỉ thấy cô gái cười ha ha nói, ngươi làm nhục ta rồi, giờ còn muốn lấy đồ từ ta sao? Ngươi nằm mơ đi, trên người ta có giấu đồ hay không chẳng phải ngươi biết rõ nhất sao? Diệp Huyền á khẩu, đó là đồ của bằng hữu ta, cô đem nó giao ra đây đi. Chỉ thấy Bạch Y nắm tay Diệp Huyền tức tốc rời đi. Tối qua ta đã lục soát y phục của cô ta, thứ đó quả thực không ở trên người cô ta. Giờ về lưỡng giới thành trước, ta đã biết đạo tắc ở đâu rồi. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ ở kiếm chủ động phủ. Chỉ thấy thiếu nữ kia ở lại đằng sau tức giận rung người, Diệp Huyền đúng không? Ta nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn thân. Một lúc sau hai người đã đến kiếm chủ động phủ, Diệp Huyền liền nói, tiền bối ta nhớ nữ nhân đó chưa nói cô ta cảm thụ đạo tắc ở chỗ nào, ngươi đi theo ta là được. Hai người dừng lại trước một cái hang rất sâu, không khí trong này càng lúc càng nóng bức khó chịu. Tiền bối phía dưới có đồ vật, Bạch Y liền nói với Diệp Huyền, ngươi dùng kiếm mang hộ thể, chúng ta đi xuống xem thử. Hai người xuống tới nơi thì thấy một viên châu nhỏ đang trôi nổi trên dòng dung nham, nó chính là đạo tắc. Bạch Y liền nói đó là đại địa đạo tắc, nếu ngươi có thể thu phục nó, ngày sau giao thủ với người ta, ngươi chỉ cần đạp đại địa thì có thể không ngừng thu được đại vị chi lực. Diệp Huyền liền hỏi, tiền bối trấn áp yêu thú của tầng thứ 2 dưới gục tháp có phải cũng dựa vào nó không? Trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà có thể xác định là có nó ngươi hoàn toàn có thể khống chế được tầng thứ nhất của giới ngục tháp, cũng lợi dụng nó trấn áp địch nhân, quá tốt rồi. Vậy tiền bối mau nói cho ta cách thu phục đạo tắc kia đi. Bạch Y liền nói, thu phục nó sẽ có hơi thống khổ đấy. Nghe vậy Diệp Huyền tự tin vỗ ngực, một chút thống khổ có là gì, ta nhịn được. Sau đó Bạch Y yêu cầu Diệp Huyền triệu hoán giới ngục tháp ra để sử dụng, vừa gọi ra đã thấy một luồng năng lượng cuồng bạo chạy vào cơ thể Diệp Huyền. Tiền bối đây không phải là một chút chút thống khổ, mà là ta sắp không chịu được rồi đó. Chỉ thấy Diệp Huyền khuỵu gối xuống đất, hai mắt đỏ ngầu như biến thành quái vật. Bạch Y thầm nghĩ, nếu như ngươi không vượt qua coi như là ta nhìn nhầm người. Ngươi nhẫn nhịn đi, đạo tắc đang giúp ngươi thu phục nhục thân đó. Diệp Huyền không ngừng run rẩy, sau đó gào thét vang trời, một tiếng chớp mắt đã lơ lửng trong không trung, bao bọc xung quanh là luồng năng lượng màu vàng chói mắt. Diệp Huyền liền hỏi, tiền bối, đây là gì? Bạch Y liền nói, đây là đại địa chi giáp được ngưng tụ từ đại địa chi lực, chẳng qua với cảnh giới hiện tại của ngươi, áo giáp chỉ có thể duy trì được nửa giờ, vượt qua thời gian đó sức mạnh của ngươi sẽ bị phản vệ. Vậy bây giờ đạo tắc là của ta rồi sao? Chỉ thấy Bạch Y nói, muốn thực sự thu phục được đạo tắc thì ngươi phải không ngừng tu luyện, cùng với nuốt thanh kiếm, đợi đến một ngày sức mạnh đã đủ, ngươi mới có thể hoàn toàn sử dụng được đạo tắc. Bạch Y nói thêm, Diệp Huyền, bây giờ ngươi chỉ có thể mượn đạo tắc để tu luyện mà thôi, chẳng qua sức mạnh này có thể giúp ngươi vượt liền 2 cấp, chiến thắng cường giả lang không cảnh không thành vấn đề, ngươi đánh một quyền thử xem. Diệp Huyền thử vung quyền thì mặt đất gần như vỡ vụn, sức mạnh này cũng thật là biến thái. A, tiền bối người đâu rồi, chẳng lẽ cú đấm của ta quá mạnh nên người bị đánh bay đi rồi sao? Chỉ thấy Bạch Y nói vọng lại, chỉ dựa vào mấy chiêu võ mèo cào của ngươi muốn làm ta bị thương thì còn phải luyện 800 năm nữa. Bạch Y nói tiếp, gần đây ta tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cần phải nghỉ ngơi một thời gian, từ giờ ngươi phải tự dựa vào bản thân mình rồi. Một lúc sau Diệp Huyền đã tìm tới chỗ của Cửu công chúa, vừa trò chuyện được vài ba câu thì người của Túy Tiên lâu đi đến nói rằng sẽ bồi thường 1.000 vạn kim tệ cho cuốn võ kỹ. Lời đó lập tức khiến Cửu công chúa nổi giận đùng đùng, cuốn võ kỹ đó trị giá 5.000 vạn kim tệ mà các ngươi chỉ bồi thường 1.000 vạn, khí dễ bổn công chúa sao? Ấy thế mà người của Túy Tiên lâu còn mạnh miệng cho rằng công chúa nên biết điều, nếu không họ một đồng cũng không bồi thường. Nói rồi từ tay hắn xuất ra một cây châm dứt khoát đâm vào vai của công chúa. Diệp Huyền chạy lại đỡ lấy Cửu công chúa liền hỏi, cô không sao chứ? Ta trúng ám khí của cô ta rồi, cánh tay không nhúc nhích được. Chỉ thấy người của Túy Tiên lâu cao cao tự đại nói, châm cho cô một kim là giáo huấn cô vô lễ với Túy Tiên lâu, lần sau mạo phạm với chúng ta không phải là chuyện một cây kim châm nữa đâu. Lời vừa dứt thì đã bị Diệp Huyền một kiếm đâm xuyên qua người, chết ngay tại chỗ. Diệp Huyền liền nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng đáng múa mép trước mặt công chúa sao? Cô gái còn chút hơi thở liền nói, Túy Tiên lâu sẽ không buông tha cho các ngươi. Cửu công chúa, cuốn võ kỹ đã bị người Ninh quốc cướp đi rồi, cô có thể phái người đi nghe ngóng. Cửu công chúa tỏ ra vô cùng hoang mang, đắc tội với Túy Tiên lâu rồi nhất định sẽ rất huyên náo đây à? Cửu công chúa, người là do ta giết, ta sẽ tới dọn dẹp. Công chúa nghe xong lập tức kéo tay Diệp Huyền, yêu cầu anh phải về đế đô gấp, chuyện ở đây cứ để cô tự giải quyết. Công chúa, ta đi rồi cô phải làm sao? Người là do ta giết, ta không sợ Túy Tiên lâu. Cửu công chúa vội nói, người mau đi đi, Túy Tiên lâu ngươi chọc không nổi đâu, mau về đế đô đi. Lời vừa dứt đã thấy cửu trưởng lão của Túy Tiên lâu xuất hiện sờ sờ trước mặt, ông ta liền nói, cửu điện hạ đây là gấp gáp đi đâu vậy? Cửu công chúa hỏi ông ta, các hạ là cửu lâu chủ mới nhậm chức của Túy Tiên lâu sao? Đúng là lão phu thấy hồn phách của Từ quản sự vỡ tan, cho nên mới tới đây kiểm tra, điện hạ có biết là chuyện gì không? Cửu công chúa lạnh lùng nói ra ba chữ, ta giết rồi, ở kia kìa, võ kỹ của ta bị Túy Tiên lâu các ngươi làm mất, mà Từ quản sự lại tới nói với ta rằng các ngươi không muốn bồi thường một xu nào, đã thế còn ám toán ta, thế nên ta đã giết cô ta. Cửu điện hạ, cho dù là nguyên do gì, người giết người của Túy Tiên lâu thì phải trả một cái giá xứng đáng, nếu không thì hoàng thất Khương quốc đừng mong mua được gì từ Túy Tiên lâu nữa, bao gồm lương thảo, binh khí, khu giáp chiến mã cần thiết cho quân đội. Cửu công chúa tức giận nói, Túy Tiên lâu định đối đầu với hoàng thất, chẳng lẽ các hạ định phản bội quốc gia của chính mình ư?
Cho lão phu nói thẳng, dù hoàng thất không phải người Khương gia, nhưng Túy Tiên lâu vẫn là Túy Tiên lâu của Khương quốc, hơn nữa Túy Tiên lâu trước giờ chưa từng sợ hoàng thất. Cửu công chúa nghe đến đây thì không khỏi cứng miệng, chỉ thấy Diệp Huyền từ đâu chui ra nói, từ quản sự là do ta giết, có chuyện gì thì nhằm vào ta đây, chẳng qua trước đó ngươi hãy nhìn cái này đi. Nói rồi Diệp Huyền đưa ra thẻ VIP của Túy Tiên lâu khiến Cửu trưởng lão kinh ngạc tột độ. Ta muốn gặp tam lâu chủ của các ngươi, thông báo cho hắn tới đây đi. Cửu lâu chủ ngạc nhiên hỏi, các hạ là ai? Vì sao lại có thể VIP? Diệp Huyền phất phất tay nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, gọi tam lâu chủ tới đi. Thấy cửu lâu chủ cứ ngồi im thin thít, Diệp Huyền lên tiếng, cửu lâu chủ sao mà do dự thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng tấm thẻ của ta là đồ giả sao? Cửu lâu chủ vội nói, không dám, không dám, mời tiểu huynh đệ đợi cho. Nói rồi cửu trưởng lão bóp nát thạch bản gọi cho tam lâu chủ. Diệp Huyền ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, ây ra sợ chết đi được, nếu như ông ta không gọi thì thực sự không biết phải đối ứng thế nào. Nháy mắt một cái, tam lâu chủ đã hoan hỉ đến, liền nói, không biết tiểu hữu gọi ta tới đây là vì chuyện gì. Diệp Huyền mạnh lạnh tanh nói, lúc trước ta nhờ cửu công chúa ở Túy Tiên lâu đấu giá một cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ trị giá 5.000 vạn kim tệ, không ngờ giữa chừng bị người ta cướp đi. Từ quản sự của Túy Tiên lâu nói cho ta biết, chỉ có thể bồi thường 1.000 vạn kim tệ, ta trong cơn tức giận đã giết cô ta rồi. Tam lâu chủ nhìn xuống cái xác dưới chân không khỏi kinh ngạc, 5.000 vạn tệ không phải là con số nhỏ, nhưng mà sư phụ hắn là kiếm tiên, thôi thì kèo này Túy Tiên lâu phải nhịn vậy. Sau đó ông ta vui vẻ cười nói, tiểu hữu nguôi giận, chuyện này là do Túy Tiên lâu chúng ta làm không tốt. Nói rồi ông ta quay lại bảo cửu lâu chủ còn không mau đem tiền cho tiểu hữu đây. Cửu trưởng lão liền nói, nhưng tam lâu chủ, 5.000 vạn này, chưa kịp nói hết câu thì đã bị tam lâu chủ quát lớn, ngươi đừng nói nhảm nữa, bảo ngươi lấy thì ngươi cứ lấy đi, sư phụ của người ta là kiếm tiên đó,